Xin chào các bác, chào các quý khách hàng đang xem video. Tiếp tục với series xe lân, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc Toyota 1,5 tấn đời 5, hay gọi là Toyota FD15. Đời 5 thì được sản xuất từ năm 1990 đến năm 1996. Dòng này thì được rất nhiều các bác vật liệu xây dựng ưa chuộng. 1,5 tấn thì nhỏ gọn, tiết kiệm, tiện lợi. Các bác có thể cho vào trong xưởng để nâng gạch men, đá mà rất là tiết kiệm. Nhỏ gọn, ngóc ngách nào cũng chui vào được. Xe thì đang là xe hiện đang là số sàn. Nợ cơ bản. Các bác có nhu cầu lắp thêm lốp quét hoặc là giật gù thì bên em đều có thể đáp ứng theo mục đích và nhu cầu sử dụng của các bác. Toyota đời 5 số sàn. Dòng này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy bốc. Rồi, chạy rất là bốc. Bác có nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ với em. Xe em rất là nhiều. Giá của một chiếc Toyota 1,5 tấn số sàn, nợ cơ bản chỉ hơn 100 triệu. Không phải trong chuyện, một chiếc xe rất là đẹp, xe zin nhật bãi, rất hợp lý. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ em nhé. May trời khá tối, hiện đang mưa phùn, em cố gắng tranh thủ sang quay cho các bác. Bãi còn rất nhiều, gần 100 xe các bạn. Nếu các bác thấy video hay thì có thể để một like, một đăng ký kênh, bật chuông để nhận thông báo về những video mới của em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.